Thơm, có à, thơm luôn. Thơm nhiều lắm. Ăn hỏi chưa? À, được rồi, chưa. Hả? Chưa. Chắc là chưa, bữa ăn hỏi rồi mà. Mày đi đùa chưa? Chưa, chắc là... Chưa đi đùa. Chắc là đi gặp mặt thôi. À, mới đi gặp mặt thôi á? Đúng. Thế mà đưa con người ta về ăn ngủ ở nhà đó rồi. Ừ, lâu rồi. Ừ. Đi về lâu rồi. Thế ông lời quá còn gì nữa? À, chưa. Bây giờ... còn 50 suất nữa để cho mọi người 2 phút nha, tại vì 2 phút nữa sẽ không có giá là 154k nữa đâu ạ. À. Hết má voucher mọi người nha, về cái dòng sản phẩm nước hoa đốt này. Đây thì để cho mọi người còn 2 phút nữa. 2 phút là mình sẽ qua má luôn 154k free ship cho một chai nước hoa 10ml nha. Tất cả các anh chị ấn tay vào giò hàng đi ạ. À. Cực kỳ thơm. Còn 50 suất mọi người ơi, 100 suất mà còn 50 suất nữa. Vẫn 179k mà Hà Anh áp voucher vào bạn ơi. Áp voucher vào. Anh kia đi làm răng. À, răng đều thế. Đâu bên này hầu hết là răng ai cũng đẹp. Chỉ có răng lôi là bị gãy thôi, bị sâu ăn thôi. Ăn nhiều kẹo quá. Đúng không? Nghe răng cười nào. Đó là cười. Đấy, răng xuống hết rồi. Có 154k thôi. Tí nữa có. Hả? Tí nữa có. Tí nữa có răng lắm. Lấy mua ra tí nữa có. Lấy mua ra mà tí nữa có. Răng chứ không phải là cái gì đâu mà tí nữa là sẽ có. Răng đấy, phải 3 năm nữa. Từ đến A nù nữa. Thì răng nó mới lên. Chứ không phải tí nữa. Đúng. À, tí nữa có. À, tí nữa có. À, 50 năm. À, có nữa. Có. À. Là sao? À, tí nữa có thật. Tí nữa có thật gì? À, lúc này lối có 3 tuổi rồi. À, nếu mà có 6 tuổi có nữa. À, 3 tuổi, 6 tuổi là có nữa, là 3 năm nữa. Còn bao nhiêu suất nữa được anh ơi? Còn bao nhiêu suất nữa nào? Có chai Roy Chamel 30ml không linh. Anh chỉ ấn tay vào giỏ hàng xem có